Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. Cách lâu ngày, trong năm thứ ba, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: Hãy đi, ra mắt A-háp, ta sẽ khiến mưa sa xuống đất. Vậy Ê-li đi ra mắt A-háp. Và tại Samari có cơn đói kém quá đỗi. A-háp sai gọi Áp-đia là quan gia tể mình. Áp-đia rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì Áp-đia có đem 100 đấng tiên tri đi giấu trong 2 hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. A-háp nói với Áp-đia rằng: Hãy đi khắp xứ, xem hết thảy các suối và khe, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ và cứu cho ngựa và la còn sống, không phải diệt hết các súc vật ta chăng. Vậy hai người chia xứ đặng đi tuần. A-háp đi một mình con đường này và Áp-đia đi một mình con đường kia. Áp-đia đang đi đường thì gặp Ê-li ra đón mình. Áp-đia nhìn biết người, sấp mình xuống đất mà thưa rằng: Hỡi Ê-li chúa tôi, có phải ông chăng? Người đáp: Ừ, phải ta. Ngươi hãy đi nói với chủ ngươi rằng Ê-li ở đây. Áp-đia tiếp rằng: Tôi có phạm tội gì mà ông muốn phó kẻ tôi tới ông vào tay A-háp hầu cho người giết tôi đi? Tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của ông mà thề, chẳng dân nào, nước nào mà chủ tôi không sai đến tìm ông. Và khi người ta đáp rằng Ê-li không có đây, thì người bắt nước bắt dân ấy thề rằng không ai gặp ông. Mà bây giờ ông lại nói với tôi tớ rằng: Hãy đi nói với chủ ngươi Ê-li ở đây, rồi khi tôi lìa khỏi ông, sẽ có thần của Đức Giê-hô-va đem ông đi nơi nào tôi chẳng biết. Vậy khi tôi đi thuật lại cùng A-háp mà người không thấy ông, ắt sẽ giết tôi đi. Vả kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va từ khi thơ ấu. Khi Giê-sa-bên giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì tôi có giấu 100 tiên tri của Đức Giê-hô-va trong 2 hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. Người ta há không có thuật điều đó cho chúa tôi hay sao? Và bây giờ ông biểu tôi, hãy đi nói với chủ ngươi rằng Ê-li ở đây, người ác sẽ giết tôi đi. Ê-li đáp rằng: Ta chỉ sanh mạng Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ta phục sự mà thề rằng, chính ngày nay ta sẽ ra mắt A-háp. Vậy Áp-đia đi đón A-háp và thuật lại cho người. A-háp bèn đi đón Ê-li. Vừa khi A-háp thấy Ê-li thì nói rằng: Có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Ê-li đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua. Bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần Ba-anh. Vậy bây giờ, vua hãy sai người đi nhóm cả Israel với 450 tiên tri của Ba-anh và 400 tiên tri của ác tặc Tê ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạc-mên. Vậy, A-háp sai người đi nhóm cả dân Israel và những tiên tri đến núi Cạc-mên. Đoạn Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Bây giờ Ê-li nói với dân sự rằng: Trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va, chỉ một mình ta còn lại, còn các tiên tri Ba-anh số là 450 người. Vậy hãy cho chúng ta hai con bò đực. Họ phải chọn một con cho mình, xả ra từ miếng, sắp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi nhưng không châm lửa. Đoạn hãy kêu cầu danh của thần các ngươi, còn ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng:
lời nói rất phải. Eli bèn nói với những tiên tri ba anh rằng, hãy chọn một con bò đực làm nó trước đi vì các ngươi đông, rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi, nhưng chớ châm lửa. Vậy chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó, rồi từ sớm mai đến trưa chúng cầu khẩn danh của ba anh và rằng, hỡi ba anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời. Chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên. Khi đã đến trưa, Eli nhạo chúng mà rằng, khá la lớn lên đi, vì người là thần, hoặc người đang suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đang đi đường, hay là có lẽ người ngủ và sẽ thức dậy. Vậy chúng kêu lớn tiếng và theo thói lệ họ, lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra. Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không cố ý đến. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng, hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn, Eli sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Người lấy 12 hòn đá, theo số 12 chi phái của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng, Israel sẽ là tên người. Người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được 2 đấu hột giống. Rồi chất củi, xả bò tơ ra từ miếng và sắp nó lên trên củi. Kế người nói, hãy múc đầy 4 bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói hãy làm lần thứ nhì, thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba, cho đến đổi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy cái mương nữa. Đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri Eli đến gần và nguyện rằng, lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất và la rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Eli nói với chúng rằng, hãy bắt các tiên tri của ba anh, chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ. Eli đem họ xuống dưới khe Ki-sôn và giết họ tại đó. Đoạn Eli nói cùng A-háp rằng, hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy Ahab trở lên đặng ăn uống. Nhưng Eli leo lên chót núi Cạc-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng, xin hãy đi lên ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem nhưng nói rằng không có chi hết. Eli lại nói, hãy trở lên 7 lần. Lần thứ 7, kẻ tôi tớ đáp rằng, tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp, hãy đi nói với Ahab rằng, hãy thắng xe và đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab bèn lên xe mình, đi đến Gitreen. Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Eli, người thắt lưng, chạy trước Ahab cho đến khi tới Gitreen. Chương 19. Ahab thuật lại cho Jezabel mọi điều Eli đã làm và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri ba anh làm sao. Jezabel sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng, nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Đến tại Be-e-sê-ba thuộc về Giu-đa, người để tôi tớ mình lại đó. Còn người vào đồng vắng,
đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng giêng xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đoạn người nằm ngủ dưới cây giếng giêng, có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy trỗi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng: Hãy trỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người trỗi dậy ăn và uống. Rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Horeb, là núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi, người đi vào trong hang đá ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây? Người thưa rằng: Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Hasa-ên làm vua Syria. Ngươi cũng sẽ xức dầu cho Jehu, con trai của Nimshi làm vua Israel. Và ngươi sẽ xức dầu cho Elishe, con trai Sa-phát ở Aben-Mehola làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Hasa-ên sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elishe giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối xuống trước mặt ba anh, và môi họ chưa hôn nó. Từ đó Ê-li đi gặp Elishe, con trai của Sa-phát, đang cài có 12 đôi bò trước mặt mình. 9 người cầm đôi thứ 12. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người. Ê-li-sê bèn bỏ bò mình, chạy theo Ê-li mà nói rằng: Xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Ê-li đáp: Hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu. Ê-li-sê bèn lìa khỏi Ê-li trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cài làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn người đứng dậy đi theo Ê-li và hầu việc người. Chương 20. Ben-Hadad vua Syria hiệp hết thảy quân lính mình, có 32 vua theo người cùng ngựa và xe. Người đi lên vây Samari và hãm đánh nó. Người sai sứ giả đến Ahab vua Israel ở trong thành và nói với người rằng: Ben-Hadad nói như vậy: Bạc và vàng của ngươi thuộc về ta, các cung phi và những con cái tốt nhất của ngươi cũng thuộc về ta. Vua Israel đáp: Hỡi vua chúa tôi, cứ như lời vua nói, tôi và mọi vật của tôi đều thuộc về vua. Nhưng các sứ giả trở lại cùng vua Israel mà nói rằng: Ben-Hadad nói như vậy: Ta đã sai sứ đến cùng ngươi rằng, hãy đưa bạc vàng cung phi và các con trai ngươi cho ta. Thế thì ngày mai giờ này, ta sẽ sai các đầy tớ ta đến nhà ngươi. Chúng nó sẽ lục soát nhà ngươi và nhà của tôi tớ ngươi. Phàm món gì của ngươi lấy làm quý trọng, chúng nó sẽ lấy đem đi. Vua Israel bèn đòi hết thảy trưởng lão trong xứ mà nói rằng: Hãy xem xét và biết rằng
người này toan mưu làm hại chúng ta. Vì người đã sai sứ đòi các cung phi, con cái, bạc và vàng của ta, và ta không có từ chối gì hết. Các trưởng lão và cả dân sự đều tâu với vua rằng: đừng nghe và chớ chịu chi hết. Vậy Ahab đáp cùng sứ giả của Ben-Hadad rằng: hãy nói với vua chúa ta, mọi điều vua đòi tôi tớ vua làm lần thứ nhất tôi sẽ làm, nhưng điều này tôi không thể làm được. Các sứ giả đi thuật lại lời đó cho Ben-Hadad. Ben-Hadad lại sai sứ nói rằng: nếu bụi cát ở Samari đủ lấp đầy lòng bàn tay của các chiến sĩ theo ta, nguyện các thần giáng tai họa cho ta nặng nề. Nhưng vua Israel đáp: hãy nói với vua rằng, người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cởi nó ra. Ben-Hadad đang uống rượu với các vua trong trại, vừa nghe được các lời này, thì nói cùng các đầy tớ mình rằng: hãy dàn trận đi. Chúng bèn dàn trận đặng hãm đánh thành. Vả có một tiên tri đến gần Ahab, vua Israel mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngươi thấy đoàn binh rất đông này chăng? Kìa, ngày nay ta sẽ phó nó vào tay ngươi, và ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Ahab thưa rằng: dùng ai? Người đáp: Đức Giê-hô-va phán như vậy: dùng những kẻ tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh. Người tiếp: ai sẽ giao chiến? Tiên tri đáp: chính vua. Ahab soát điểm những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh, có được 232 người. Kế sau, người soát điểm cả dân Israel được 7.000 người. Ban trưa họ kéo đi ra, song Ben-Hadad uống rượu say tại trại mình với 32 vua giúp đỡ người. Những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh đi ra trước. Ben-Hadad sai kẻ hỏi dọ, người ta báo lại cho người rằng có người từ Samari kéo ra. Người đáp: chúng nó đến hoặc có ý cầu hòa hãy bắt sống lấy, hoặc có ý chiến tranh cũng hãy bắt sống lấy. Vậy những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh kéo ra thành và đạo quân đi theo, ai nấy đánh kẻ nghịch mình. Quân Syria chạy trốn và Israel rượt đuổi theo. Ben-Hadad vua Syria lên ngựa thoát chạy với một vài lính kỵ. Vua Israel bèn kéo ra đánh giết ngựa xe, làm cho dân Syria thua trận cả thể. Bây giờ đấng tiên tri đến gần vua Israel nói rằng: vua hãy đi làm cho mình mạnh mẽ, và hãy xem xét coi chừng điều mình phải làm, vì năm tới vua Syria sẽ đến đánh vua nữa. Các đầy tớ của vua Syria nói với người rằng: thần của chúng nó là thần núi, cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta. Nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó. Lại khá làm điều này, hãy cất các vua khỏi chỗ làm đầu binh, lập những quan cai thế vào cho. Đoạn hãy điểm lấy một đạo quân giống như đạo quân của vua đã mất, bằng số ngựa và xe ấy. Chúng ta sẽ giao chiến với dân Israel tại trong đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó. Vua bèn nghe lời đầy tớ mình và làm theo. Năm tới, Ben-Hadad điểm soát dân Syria và đi đến Aphek đặng giao chiến cùng Israel. Dân Israel cũng bị điểm soát và sắm lương thực đi đón chúng nó. Dân Israel đóng trại đối mặt dân Syria giống như hai bầy dê nhỏ, còn dân Syria đầy khắp cả xứ. Bây giờ người của Đức Chúa Trời đến gần vua Israel mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi vì dân Syria có nói rằng Đức Giê-hô-va là thần núi chứ chẳng phải thần trũng, nên ta sẽ phó đoàn binh rất đông đảo này vào tay ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Hai bên đóng trại đối ngang nhau trong 7 ngày. Ngày thứ 7 họ giao chiến nhau. Dân Israel đánh dân Syria, trong một ngày giết họ 10 vạn lính bộ. Còn sót lại chạy trốn ẩn trong thành Aphek, song những vách thành sập ngã đè 27.000 người đã thoát khỏi trận. Ben-Hadad cũng chạy trốn vào thành, ẩn trong một phòng kín. Các đầy tớ Ben-Hadad
tâu cùng người rằng: Chúng tôi có nghe rằng các vua nhà Israel vốn nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Israel, hoặc người để cho vua sống chăng? Họ bèn thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Israel và tâu rằng: Ben-Hadad, kẻ tôi tớ vua cầu rằng, xin vua để cho tôi sống. Ahab đáp rằng: Người còn sống chăng? Người vốn là anh ta. Chúng lấy sự ấy làm một điềm lành, lật đật nhận lời và la lên rằng: Ben-Hadad thật anh vua. Ahab tiếp rằng: Hãy đi vời người đến cho ta. Ben-Hadad bèn đến ra mắt Ahab, người mời Ben-Hadad lên xe mình. Ben-Hadad nói với người rằng: Tôi sẽ trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của cha vua, và vua sẽ lập chợ phố cho vua tại Đa-mách, y như cha tôi đã làm tại Samari. Ahab đáp: Còn ta sẽ thuận giao ước này mà để cho ngươi đi về. Vậy Ahab lập giao ước với Ben-Hadad, đoạn để cho người đi. Bấy giờ có một người trong vòng các con trai tiên tri vâng lệnh Đức Giê-hô-va nói với bạn mình rằng: Tôi xin anh hãy đánh tôi. Người bạn không chịu đánh người. Người tiếp rằng: Bởi vì anh không vâng theo lời phán dặn của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi, sẽ có một con sư tử giết anh. Bạn lìa khỏi người thì gặp một con sư tử giết người đi. Tiên tri gặp một người khác và nói rằng: Ta xin ngươi hãy đánh ta. Người ấy đánh tiên tri và làm cho người bị thương. Đoạn tiên tri đi, đứng đợi trên đường vua, sủ khăn bịt xuống mắt mình mà giả dạng. Khi vua đi ngang qua, người cất tiếng la lên và nói với vua rằng: Tôi tớ vua ở giữa chiến trận, thì có người dẫn đến cùng tôi một kẻ phu tù và biểu rằng: Hãy giữ người này, sải nó thoát khỏi thì mạng sống ngươi sẽ thường cho mạng sống nó, hay là ngươi phải thường một ta lân bạc. Song trong khi kẻ tôi tớ vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu tù trốn đi. Vua Israel đáp rằng: Ấy là sự đoán xét của ngươi, chính ngươi đã định lấy. Lập tức người vén khăn che mắt mình lên. Vua Israel nhìn biết là một người trong vòng các tiên tri. Tiên tri bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định đáng tận diệt, vậy nên mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi thế cho dân sự nó. Vua Israel bèn trở về cung điện mình tại Samari, lấy làm buồn rầu và giận dữ. Thi Thiên 116. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ. Nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công bình. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà. Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Tôi tin nên tôi nói: Tôi đã bị buồn thảm lắm. Trong cơn bối rối tôi nói rằng: Mọi người đều nói dối. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai, con đòi của Ngài. Ngài đã mở lòi tối tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài.
trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va ở giữa Jerusalem. Hallelujah. Sách Áp-đia. Sự hiện thấy của Áp-đia. Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm như vậy: chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng: các ngươi hãy dấy lên, chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân này đặng đánh trận với nó. Này, ta đã khiến ngươi làm nhỏ giữa các nước, ngươi bị khinh dễ lắm. Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vần đá trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng: ai sẽ có thể xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ngươi bị hủy diệt là thế nào? Nếu kẻ trộm hay là kẻ cướp ban đêm đến ngươi, thì há chẳng chỉ cướp lấy vừa đủ mà thôi sao? Nếu những người hái nho đến cùng ngươi, há chẳng để sót lại một vài buồng nho sao? Ê-sau đã bị lục soát là thế nào? Những đồ châu báu giấu kín của người đã bị khám xét là thế nào? Mọi kẻ đồng minh cùng ngươi đã đuổi ngươi cho đến nơi bờ cõi. Những kẻ hòa thuận cùng ngươi thì phỉnh ngươi, thắng hơn ngươi. Còn những kẻ ăn bánh ngươi thì đánh bẫy dưới ngươi, và người không có sự hiểu biết. Đức Giê-hô-va phán: trong ngày đó, ta há chẳng diệt những kẻ khôn khỏi xứ Ê-đôm và những người thông sáng khỏi núi Ê-sau sao? Hỡi Thê-man, những lính chiến của ngươi sẽ thất kinh, hầu cho ai nấy bị trừ khỏi núi Ê-sau trong lúc giết lát. Ấy là vì cớ sự hung bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp mà ngươi sẽ mang hổ và bị diệt đời đời. Trong ngày người lạ cướp của cải nó, dân ngoại quốc vào các cửa thành nó và bắt thăm trên thành Jerusalem, thì trong ngày ấy, ngươi đứng bên kia, ngươi cũng như một người trong chúng nó. Ôi, chớ nhìn xem ngày của anh em ngươi là ngày tai nạn của nó. Chớ vui mừng trong ngày hủy diệt của con cái Giu-đa, cũng đừng nói cách khoe khoang trong ngày nó bị khốn khổ. Chớ vào cửa thành dân ta, đang ngày nó bị họa. Chớ nhìn xem tai nạn nó, đang ngày nó bị khốn khó. Chớ vồ lấy của cải nó, đang ngày nó bị họa hoạn. Chớ đứng nơi ngã ba đường, đặng diệt những kẻ trốn tránh của nó, và chớ nộp những kẻ sống sót sau cùng của nó trong ngày nguy nan. Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên hết thảy các nước. Bây giờ, người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm. Những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Phải như các ngươi đã uống trên núi thánh ta thế nào, thì hết thảy các nước cũng sẽ cứ uống thể ấy. Phải, chúng nó sẽ uống và nuốt đi, rồi chúng nó sẽ như vốn không hề có. Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Si-ôn. Núi ấy sẽ là thánh, và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. Nhà Gia-cốp sẽ là lửa, và nhà Giô-sép sẽ là ngọn lửa. Nhà Ê-sau sẽ là đống rơm, mà chúng nó sẽ đốt và thiêu đi. Nhà Ê-sau sẽ không còn sót chi hết, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Những người ở phương Nam sẽ được núi của Ê-sau, những kẻ ở đồng bằng sẽ được người Philistin làm kỷ vật. Chúng nó sẽ được ruộng của Ê-phra-im và ruộng của Samari. Những người Benjamin sẽ được Ga-la-át. Những kẻ phu tù của cơ binh con cái Israel ở giữa những người Canaan sẽ được đất nó cho đến Sarepta. Những phu tù của Jerusalem ở tại Sepharad sẽ được các thành phương Nam. Sẽ có các kẻ giải cứu lên trên núi Si-ôn đặng phán xét núi Ê-sau. Còn nước thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.